Nó muốn nằm coi chừng nó ngủ á. Mà bình thường buồn ngủ cái con biết lắm, giờ nó có buồn ngủ mẹ sẽ làm chút là ngủ rồi nè. Nó dụ mà. Thành ra cảnh giác, Đức Phật bảo khi một cái quan nghi nào thay đổi thì đều là cảnh giác hết. Giác tỉnh thức ở trên cái hành động đó để coi thử cái tâm mình nó có thể hướng ra, nó dụ mình đi vào cái chỗ nào đúng hay sai. Chứ không phải gì, nhưng mà mình vẫn ở trên đó mình tu tập, chứ không phải là vì vậy mà mình bắt buộc mình phải cứ ức chế mình muốn ngồi hoài hoặc là đi hoài cũng không phải. Giờ con thấy nó làm chủ con, cho nên con đâu có làm chủ nó được cái gì đâu. Nên vậy thì con mới tập làm chủ đó. Chứ con ngồi sáng cũng thích ngồi lắm, chịu ngồi nó phải đi cái hành kìa. Coi như là mình tìm mọi cách để mình làm chủ nó. Mục đích của đạo Phật là vậy. Có lúc nó làm con người nó lười, mình chỉ bằng kiểu nó lười thẳng chân ra đây đó. Con mất con ra thì nó rồi thì tay đuổi đuôi con đuổi đuôi nó mới lấy lại bình thường đó. Nó cũng có khi nó sai con đủ thứ. Yeah. Nó ngồi vô vậy cái nó thôi đứng vậy đi. Yeah. Cho nên Đức Phật cảnh giác xem thử coi cái đứng nó như thế nào, coi nó nhiếp tâm được ở trong cái thanh tạng là vô sự không, nó bảo vệ cái chân lý đó không được không khi nó đi. Mà thấy nó có cái vẻ mà đứng dậy là nó theo cái dục của nó là nó muốn làm cái gì đấy. Cho nên cảnh giác lắm. Khi mà con thay đổi quan nghi là cảnh giác, còn không phải ngồi. Càng phát triển, những cái con thấy nó muốn ngồi bình thường vậy đó. Mà con ngồi chụp bằng tay là con rẽ khó chịu sao, nó cứ đau rồi rồi con không có thấy nó này gì, cũng không có thật nha, đi nhờ đủ nó lấy lại cái sức của bình thường này. Ừ, với khi mà con thấy rằng khi nó có khởi cái ý mà bây giờ nó mỏi mệt trong thân con thì con nghĩ là bây giờ đó mình đứng dậy mình thay đổi đi kinh hành đi cho được mỏi mệt. Nhưng mà mình thấy khi mà đi kinh hành thì nó lại có hướng khác, nó dẫn mình đi thì nó thoát. Cho nên sau khi đó thì con biết cái thời con vô kế tới mà con ngồi con tu mà nó mỏi mệt nữa, nó cũng đánh theo kiểu đó nữa, thì con nhất định là chết bỏ, chứ nhất định không đứng dậy. Con mình phải làm chủ. Cũng như bây giờ con thấy xuôi cái tay vậy là có ý nó sai con rồi. Bây giờ đó con thấy nhiều lần như vậy mà trong khi xuôi đó nó có nhiếp tâm được hay không? Mà không nhiếp tâm được rồi nó đi qua chuyện này đến chuyện khác thì nhất định là bây giờ ngồi cứ để vậy, chứ còn nhất định là không xuôi xuống. Không phải đó, nhiếp tâm mà giờ nó đến cái trạng thái ngồi con ngồi, chứ con bình thường con cũng ngồi. Vậy đó, thì ví dụ đó, thầy lấy ví dụ có những cái trạng thái đó thì con phải chiến đấu khắc phục, không đứng đầu hàng nữa. Như vậy mình mới thắng không được. Giặc nó khôn lắm, nó đánh mọi tâm lý, tình cảm của con, đánh mọi thứ ở trong góc độ hết. Nó liên lẹo lắm, nó ở trong con này, gián điệp nó ở trong con, nó biết con hết mọi cái gì con chỉ vừa khởi nó cũng biết. Nó khéo lắm, nó biết giặt, nó biết con hết, cho nên vì vậy mà con không khéo con nói ra với người nào đó, bắt đầu con sẽ tu cũng được đó. À, nói bữa nay tu tốt lắm, à bắt đầu tới giờ con ngồi tu cũng tốt. Nó biết là con khoe rồi, nó tức là nó biết là cái chiều này là con chạy theo nó rồi. Cho nên là bây giờ cho nó ngồi tu cũng được, cho nó ớn để nó khoe. Nó khôn lắm, cái tâm của mình nó khôn lắm. Cho nên trong khi tu ngậm miệng im lặng nói nữa. Cái mà nói ra thì tiêu. Vậy mà chỉ có trình hợp bây giờ con tu mà con gặp trường hợp dạy vậy, còn phải đúng pháp nữa. Rồi thầy dạy là để đúng, cứ ôm pháp. Má, thầy cho con đi mấy ngày con đi. À. Con đi 10 ngày nha, mấy ngày từ con đi có gì. Vậy hả con? Dạ, con mai con về rồi. Con từ ba ngày con về. Con đi nhà đi nhà về. Rồi, được rồi con. Mấy con hộ trì chân lý của bộ dở quá. Hộ trì nó chạy bộ dở hoài, chạy trốn hoài. Không có nằm yên được. Phải bảo vệ nó mấy con. Cố gắng chỉ giữ gìn cái chân lý cho nó chặt chẽ. Mỗi lần mà khi mà nó bị chướng ngại thì mình cố gắng mình đẩy lui cho được chướng ngại, để cho cái trạng thái thanh tạng là vô sự nó hiện tiền hoài mới được. Trong khi bị một chướng ngại gì đó thì mấy con sẽ tắt ý đuổi làm sao bất kỳ đuổi cho được, thì đừng có để cái chướng ngại đó mà nó làm cho cái trạng thái của con bị vậy. Có chướng ngại là cái thanh tạng là vô sự bị mất. Ừ, nó có những cái gì mà lạ đó thì coi như bị chướng ngại hết đó. Nên nó thanh thản an lạc vô sự. Những cái danh từ mà thầy ghép lại để cho chúng ta biết đó là cái trạng thái ly tham sân si đó. Thì lúc bây giờ đó mình thấy cái trạng thái của mình như vậy, nó là đúng rồi.
Rồi do đó thì coi thì coi, mình quan sát coi thì coi nó bốn chỗ. Thân đạo tâm pháp của mình coi có chướng ngại gì không, nếu mà không có chướng ngại thì thôi, mà có chướng ngại thì đuổi bằng mọi cách và an trú trong hơi thở để mà dựa lưng vào hơi thở mà đuổi. Đó là cái phương pháp tu tứ niệm xứ chứ không phải là cái gì. Nhớ như vậy mấy con mới hộ trì được cái chân lý của mình, chứ còn không khéo mấy con không hộ trì được chân lý. Rồi con vừa xã hỏi là gì con? Thầy, sau mấy ngày, hai ngày nay con ngủ có tiếng rưỡi là con cứ bị mộng tưởng hết mộng là con giật mình hoài này. Giật mình xong cái con biết rồi, cái con thay đổi, cái con không nằm ở đây nữa, con nằm ở khác thì con sẽ không bị nữa. Nhưng mà mấy ngày là cứ bị giật mình nữa, chuyện gì qua. Có khi con thấy bạn con chết, rồi có khi con thấy cảnh gì không? À, ác mộng, phải chết, thì chết thì ném chôn, có gì đâu. Có gì đâu. Cái lúc đầu thì con thích một giờ mấy chuyện thường. Cái sau khi đi xuống dưới á, nguyên giải cấp nó có mình con, khi từ một rưỡi con sụp xuống hai giờ, hai rưỡi con sụp xuống hai rưỡi giờ tới ba giờ. Cái nhà tại vì không xung quanh mình không có thấy ai á, có mình thích á, cái con lùi lùi xuống, cái hồi sáng như là giảng dụ con là cho con ngủ tiếp á, nó thôi cuốn hồn nghỉ cái con ra khỏi cái cấp đó, con không dám ở trong cốc, cũng ra ngoài luôn. Thì cũng phá không chồng được, chứ chăm chồng không phá không được. Tìm cách phải phá cái những cái trạng thái hôn tạp thì biến lưu ý. Mà sao mà khi mà có cái tâm lúc đầu thì ấy có cái tâm giải đãi chút xíu, con thấy dường như là nó đi chiều hướng đi được, nó đi lộn luôn đó này. Lúc đầu con nói thôi thì thức một cái làm chỉ thức 2 giờ, chứ sao nó dẫn tới 3 giờ rồi con hết hồn, con sợ quá. Bao giờ nó cũng vậy à, nó hãy dẫn mình được thì nó dẫn mình đi lui. Con thấy dẫn luôn đó này. Mình phải thắng lợi chứ còn không khéo nó sẽ dẫn mình lui. Khó lắm mấy con coi vậy chứ cái tâm mình khó lắm. Tu là một cuộc chiến đấu rất là gay đó, mà nếu mình lơ mơ là mình thất bại, yeah. Thua trận. Nhưng xung quanh con không có ai tu, không thấy tóc màu cho con. Càng không có là mình càng tu càng tốt chứ. Dễ đại hết rồi. Cho nên ráng cố gắng, mình cứ mình thấy mỗi chút mà mình thấy nó không đúng giờ giấc là mình đã giải đại. Yeah. Phải đúng giờ giấc, thời khóa phải nghiêm chỉnh. Rồi cái pháp tu nó khéo léo thiện xảo, khi cái thời đó mình tu cái pháp đó mà nó thấy nó bất an hoặc là nó bị không cầm thì mình thay đổi pháp liền để mà phá chứng nó. Nghĩa là cái thiện xảo của đạo Phật là mục đích là nhằm để đẩy lui những chướng ngại trên thân đoàn tâm của mình thôi. Cho nên không phải cố chấp mà tôi giờ này tôi tu pháp này tôi phải tu chết pháp này, không phải. Mà giờ này thấy cái trạng thái đó thì cần phải ôm cái pháp nào để diệt nó thì mình ôm thành đó, tập vừa tập mà vừa đánh cho cái chướng ngại đó nó ra khỏi thân tâm của con. Thì như vậy thì nó mới thiện xảo, chứ đừng cố chấp một cái pháp nào không thì cũng được. Cho nên tất cả những cái pháp của Phật đều nhắm vào để đẩy lui chướng ngại pháp, chứ không có mà cho chúng ta gọi là chuyên một cái pháp nào hết. Nhưng mà khi mà tập chuyên á, là tại vì mục đích của chúng ta là phải cho nhuần nhuyễn cái pháp đó, để khi mà gặp đối tượng của nó thì chúng ta nhờ nhuần nhuyễn đó mà chúng ta ôm cái pháp nó chặt thì nó mới đẩy lui được nó. Có nhiều mục đích là phải đuổi giặc ra khỏi cái tâm thanh đản là như sự chúng ta để đem lại cái sự thanh bình cho nó. Đó là cái bảo vệ cho một cái đất nước, tâm hồn của chúng ta nó an ổn, nó không có bị giặc, không bị chướng ngại. Thì lúc nào chúng ta tu tập là coi như là khi mà cái người mà tu tập mà sống độc cư. Cho nên thầy trả lời ở trong cái những cái câu hỏi của người cả hỏi thầy đó, thì coi như là thầy trả lời mấy con rất là rõ ràng, mấy con hiểu. Mình có độc cư mình mới ngồi lại một mình đâu cần phải ngồi kiết già hoặc là phải buộc mình phải tư thế này tư thế khác. Ngồi chơi hoặc là với cái sự sống bình thường, nhưng mà điều là mình lưu ý tất cả những cái chướng ngại nó xảy đến ở trong tâm mình, cái phóng dật từng tâm niệm của mình xét từng nét, mình ngồi không mà làm việc rất nhiều, không có một cái tâm niệm nào mà qua khỏi cái sự quan sát của mình, nghĩa là không có một cái niệm nào mà mình không biết, cho nên mình không có bỏ lọt cái nào hết. Mà ngày này qua ngày khác mà tỉnh giác như vậy á, thì thầy tin rằng người đó sẽ chứng đạo rất là nhanh. Bởi vì mình cảnh giác như vậy thì mình thấy rất rõ, và như vậy là mình hộ trì được cái chân lý rất là cụ thể, không còn mất nó chút nào được. Cho nên vì vậy mà những cái câu trả lời đó nó có thiết thực ở trong sự tu tập, nó làm cho mấy con đọc thấy hiểu biết được cái cách thức độc cư của mình. Chứ không khéo mình ngồi đó mà mình độc cư theo kiểu bắt buộc rồi mình đâm ra mình buồn chán, hoặc là mình thấy nó cô đơn. Nó cũng như bây giờ con thấy trong cái giải thoát của con, ở con thấy thức dậy có mình không ai đâu.
À, chính một mình mình á, chính một mình tu á, mà ở như vậy là mình mới thấy hạnh phúc. Nó từ nó lặng lẽ, nó yên lặng, rồi bắt đầu nó từng cái tâm niệm mình coi thử coi nó sợ cái gì nữa. Nó thấy xong mà vắng vẻ quá, rồi nghe cái sột xạ kia nó cũng giật mình, từng cái tâm niệm đó để cho mình dùng những cái phương pháp khắc phục nó, từng đó mình thấy không, mình sẽ chiến thắng được. Sao mà thậm chí có khi mình nghe như là có ai gọi mình nhưng mà thực sự không có thôi. Đó là bị thầy nói, đó là thính tưởng con. Thật sự cái tiếng gọi rất rõ ràng, rất rõ ràng, nhưng mà không có người gọi, nhưng mà mình nghe rất rõ ràng và nghe cái người gọi, cái người, cái giọng âm thanh của người đó cũng gọi rõ ràng nữa. Chứ không ai nghe nó nghe cái tiếng gọi không phải đâu, nghe chính ví dụ như của Út gọi thì nghe rõ ràng là tiếng của Út, hoặc là nghe một cái người nào đó, cái tiếng của người đó nó rõ ràng vậy, nhưng mà sự thật cái người đó không gọi. Đó là cái thính tưởng của con, nó gọi. Người nào cũng bị hết, người bây giờ không tu họ cũng có nữa. Trường hợp ví dụ như họ đương làm gì á, cũng như họ nghe tiếng gọi, con hỏi, họ hỏi, họ gọi cái người mà hỏi á, con hỏi cô là cái gì ha, hoặc là con hỏi chú là gì đó, nhưng mà biết là cái tiếng gọi đó là của cháu mình rồi, nhưng mà dai qua thì không thấy ai hết, mình tưởng thật có nó gọi, nhưng mà sự thật là thính tưởng của mình nó gọi, nó sống với cái tình của nó đối với đứa đó. Hoặc là nó sợ hãi mà nó bị gọi, nó cũng có những cái điều đó. Lúc mà con đi theo thực niệm thì sao mà con cứ ngửi được hết cái mùi này tới cái mùi đạo rồi thầy? À, cái đó là cái hương tưởng đó, nó xuất phát từ ở trong tưởng con. Không có thấy chủ cái mùi hết trơn, con sợ quá, con bệnh ngủ, con ra khỏi cái chỗ sinh hồng đó, con ra ngoài thì nó đỡ. Cái đó là cái hương tưởng. Hương tưởng hả? Hương tưởng, hoặc mùi thơm, hoặc là mùi thối. Dạ, điều là nó mùi hết. Nó làm hương tưởng. Tự mình tu tập, mình nhiếp tâm mình, thì bắt đầu cái tưởng nó phải xuất hiện. Cái tưởng nó phải xuất hiện. Cái người mà không tu, thầy nói cái thinh tưởng nó cũng xuất hiện. Bình thường nó cũng nghe tiếng gọi hoặc là tiếng nói gì đó, nhưng mà nó bình thường thôi, bởi vì cái tâm của mình lúc bây giờ nó có cái tình cảm hoặc là cái ác cảm gì đó, thì trong khi đó dẫn nó phát ra cái âm thanh đó để nó thực hiện qua cái tưởng của nó, chứ không có gì. Còn cái người tu á, thì coi như là mình tu sai một chút nào, mình thiết chế nó đó, thì nó lại phát ra dễ dàng hơn, nó nhiều hơn. Mà nếu nó không phát ra thì nó phải đi qua cái giấc mộng, hoặc ác mộng, hoặc thiện mộng. Tức là mình có cái phần ức chế nó, cho nên vì vậy nó phải đi qua cái ngõ đó, nó đi qua cái mộng mộng. Cho nên khi mình tu tập mình thấy hồi đó mình ít mộng, bây giờ vừa chỗ mắt là thì nằm chim bao, vừa chỗ mắt là chim bao thì mình biết mình thấy tu của mình đấy có sai rồi, sai là bị ức chế. Mục đích của đạo Phật nó rất dễ, là vì mình xả tâm chứ không phải ức chế tâm, cho nên ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện. Mà khi mà nó có cái dạng mà mộng tưởng thì biết là mình tu ức chế, nó thấy được cái sai của mình, nó nhìn nó thấy được cái sai, cho nên biết được cái sai cái mình chữa sửa lại cái đó. Mình đừng có ức chế nữa, hay hoặc là mình nhiếp tâm, mình chế ngự tâm mình trong khoảng thời gian ngắn thì mình lui lại thì nó sẽ mất. Ví dụ như bây giờ mình tu 30 phút mà mình thấy trường hợp bị chim bao, mình lui lại 20 phút thì nó hết chim bao. Coi như mình nhiếp vừa phải nó để cho mình tựa đó để mình xả tâm. Cho nên con thấy ví dụ như mười mấy cái đề mục của định niệm hơi thở thì con thấy đầu tiên thì nhiếp tâm, coi như ức chế, nhưng mà sau đó thì quán ly tham, quán ly sân, quán đoạn diệt tâm tham, tâm sân thì nó quán không, nó ly không, nó nương tựa vào đó để mà ly, chứ không phải nó nương tựa vào đó để ức chế, để đi hết vọng tưởng, nó không phải. Đạo Phật nó có cái khác, nó xa các cái tôn giáo khác, là nó cách thức tu nó không có giống, vì nó nương tựa để mà nó đẩy cái tham sân si nó thôi. Mục đích của nó là hết tham sân si là thành Phật, là giải thoát thôi, chứ nó không phải là làm cái gì khác. Cho nên ở đây thanh thản là vô sự, là cái chân lý không có tham sân si, cho nên mình hộ trì nó. Vì vậy mà có những cái tham sân si là chướng ngại pháp, là tham sân si chứ không gì. Đau nhất cũng do tham sân si mà có, hoặc là tâm mình phóng dật phiền não gì đó là cũng do tham sân si. Cho nên chướng ngại pháp trên bốn chỗ tăng tọa tâm pháp mà đẩy lui thì tức là nó hết tham sân si, chứ mục đích là làm cho hết tham sân si. Mà hết tham sân si thì coi như là tâm. Còn cầu khẩn thêm cái gì đó thì không cần, chỉ có cần hết tham si thôi. Mà hết tham si thì nó có đủ cái đạo lực, nó có tứ thần tốt. Do đó mình sử dụng tứ thần tốt để cho mình làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người của mình, như bệnh, chết. Bệnh thì mình chưa có tứ thần tốt, nhưng mình vẫn tựa vào hơi thở mình để nuôi được. Nhưng mà chết thì mình chưa làm được. Vì vậy mà đợi phải có đủ tứ thần tốt để cho mình làm chủ được cái chết. Có gì không con?
Dạ hả con, rồi một chút xíu thầy vô con. Rồi, nói đi. Vô nhà khách con, rồi chờ thầy trước. Như vậy mấy con về, mấy con cứ nhớ rằng cái gì chướng ngại và giờ giấc thì nghiêm chỉnh, sống độc cư trọn vẹn thì mấy con sẽ tu tiến bộ. Mà nếu mấy con phá độc cư thì mấy con tu nó dậm chân tại chỗ, hoặc có khi nó lùi. Thì trường hợp mà hôn trầm thì miên nó cũng phát hiện, nó cũng theo cái chỗ mà phá độc cư mà nó hiện ra, nó làm cho mình lui sụp trở lại, nó không tiến. Còn mình giữ trọn vẹn độc cư thì càng ngày nó càng thăng tiến, tức là tu càng tiến tới sống một mình. Trong cái thời gian sống một mình đó thì càng ngày càng tiến đó. Mà lỡ mình thấy mình có gì mình đi ra nói cái là mình bị sụt, lui sụt lại. Cho nên khi mà tu hành á, là đi tới chứ không có đi lui. Sống độc cư trọn vẹn cho tới khi tu chứng rồi, đủ tứ thần túc rồi thì mới nghĩ. Còn chưa có đủ thì khoan đã, thôi mình giải quyết gì đó để cho nó xong rồi mà vô tu là tu cho tới nơi tới chỗ. Cũng như sư Pháp Ngộ chẳng hạn, bây giờ vô tu phải tu cho tới. Chứ vô ít bữa còn đi về Nghệ An Hà Tĩnh thì không tới. Bởi vì nó cái hạnh như vậy là nó không bao giờ nó tới đâu. Mà mình vô đây mình tu quyết là nhất định là không còn ở bên ngoài, mình không cần biết nữa, ở bên ngoài ai làm gì làm biết. Nhưng mà nhất định là mình phải tu cho tới tứ thần túc, có đủ bốn thần túc. Thì bây giờ đã từ bắt đầu bây giờ mình tính, mình không có tính tu 1 năm, 2 năm, 3 năm gì hết, nghĩa là tu tới đó thôi. Nhưng mà tới quyết định cái thời gian như vậy thì nó lại ngắn lắm, nó tu trong vòng 1 năm hay nửa năm cái rồi. Còn mình tính theo thời giờ ráng tu 3 năm cho nó xong. Nhưng mà 3 năm cũng xong, tại vì có cái thời gian định đó, nó không xong. Đó. Còn mình không có định, nhất định là tôi phải đi tới nơi tới chốn thôi. Vì pháp là mình đã biết rằng chánh pháp của Phật là con đường này phải đi tới nơi tới đó thôi. Vì nó có từng thứ lớp của pháp. Tu cái này sung mãn thì cái này nó phải có cái pháp này, cái pháp này có thì cái pháp này nó có. Nó là thực phẩm của cái pháp khác mà. Cho nên mình cứ ôm pháp mình đi dần tới, dần tới. Thì bất kỳ 10 năm tôi cũng nhất định là tôi cũng trì trí tôi tu tới, không đi ra mà, nhất định là sống độc cư trọn vẹn. Bây giờ 20 năm cũng vậy, mà tới khi mà bây giờ tôi mới 20 tuổi mà tới tôi già chết 80 tuổi tôi cũng nhất định là tôi không ra. Tôi ôm chuyện nào mà đạt được thôi. Thì cái quyết tâm mình như vậy đó thì không ngờ là có mấy tháng, có năm cái sao mà. Mà mình tính là tôi tu 3 năm, tôi nhập thất 3 năm mà 6 năm, mấy cái này rồi. Không bao giờ tới, có thời gian mà định trước làm tới. Còn mình tu quyết định là tới, làm chủ được, đạt được kết quả đó, nghĩa là làm tới cuối cùng thôi thì nó sẽ tới, mà tới nhanh. Tới nhanh. Còn mình tính mà có thời gian đó, thì mình thôi còn 3 năm lâu lâu mình tu quyết định thôi. Đợi tới chừng đó xíu. Còn này không, tôi đâu có thời gian đâu, nghĩa là số chừng nào tốt nấy, mà không được tu kéo dài hết đời tôi không sợ, tôi không lui, tôi không ra nữa. Thành ra nó cái tâm của mình, cái tâm lý á, nó biết mà cái người này hướng tới chứ không có lui được, nó không có đánh mình được. Còn nó biết cái ông này còn có lui. Thành ra nó biết, nó dành nó vô đó mình tu mà tốt được cái nó dụ đó. Nó lỗi mình ra. Lúc mà con thì có thể đi sinh hành biến cái máy nó không có nổi, nhưng có điều này vận điện cho con cứ thở liên tục. Ví dụ như cho con viết một bài gì đó cho thầy hay là cho người nào đó, hoặc là con đọc một bài gì đó, thì trong quá trình con đi sinh hành mà từng chữ từng lời nó nổi lên, nó hiện nó hết cho con, thì con phải đọc luôn cả chọn bài đó mà con không hề có học thuộc bài đó. À, cũng được, đâu có sao đâu, cái đó tốt chứ sao, tại vì nó tuôn trào. Nó liên tục là con hết, con không có thể không thì, không, thầy thấy cái đó là một cái tốt là như thế này. Bây giờ, ví dụ như con đi kinh hành mà nó hiện ra, thì trong khi biết rằng con ở trong một cái giai đoạn đó, con sẽ biết con tu cái gì chưa, con phải biết pháp mình tu. Mình đang ở trong tứ chánh cảnh, cái tâm mà nó như vậy là mình biết đang ở pháp tứ chánh cảnh. Vậy thì pháp tứ chánh cảnh là luôn luôn câu hữu với các pháp khác. Đang đi kinh hành mà có cái mặt này ra, tao câu hữu với định vô lậu, nó đưa cái đề tài này tao quá. Nó bây giờ nó không có đưa cái, ví dụ như con đọc cái bài kinh nào đó mà nó hiện ra, ôi được rồi, tao đưa cái đề tài này ra, tao tư duy thêm cho mày, mày động tao cho động luôn. Thì tức là không có cần nhiếp tâm yên tĩnh, không có niệm, mà cần phải khai triển cái tri kiến, mà cái tri kiến này tốt thì nó có sao đâu. Cứ đọc để thấm nhiều. Tại sao tự nhiên nó hiện lên, con phải đọc từ chỉ xong rồi đó. Được rồi, thì vậy càng tốt chứ, vậy nó thấm nhuần thôi. Con lại đưa cái đề tài nó ra, con quán, con tư duy nó từng chữ, từng nghĩa, con đọc coi nó từng hiểu, từng chút, từng cái từ của nó ở trong đó để thấm nhuần được cái lý của nó. Bây giờ nó hiện ra để làm cho con thấm nhuần được cái định vô lậu đó. Nó mới biết được cái sai, cái đúng của mình mới cụ thể, không có đem dẹp nó. Nó nói cái này là uổng, bỏ uổng gì, bỏ ngang. Con dẹp con nói chuyện sao mà khỏi giọng niệm liên tục, con thở quá, con ngừng cũng. Đúng rồi, đừng có cho nó là giọng niệm. Giọng niệm của con, khởi lên thì con biết nó thiện chứ không ác, con kiểm soát từng cái thì nó thiện.
À, thì nó thiện thì tức là con phải biến nó trở thành một cái đề tài của định vô lậu. Đã thể thiện thì phải biến thành cái đề tài. Chỉ có mấy cái đọc mấy bài văn hay viết bài văn mà nó cứ khởi lên vào lòng con khóc hồn, con nói trời mình đâu có học thuộc đâu mà sao tự khởi lên liên tục từng chữ từng lời nhớ hết trơn, con khóc hồn nha. Cái đó là cái nguồn tâm của mình. Mà cái nguồn tâm khi mà những cái này nó đều trở thành một cái gì, thí dụ như con hỏi những câu hỏi đi, thầy trả lời, thì bắt đầu bây giờ nó muốn thấm nhuần được cái lý mà hiểu biết của nó đó, nó mới sống động vậy. Mà trong khi đó con gạt ngang thì con lại lờ mờ, con không rõ. Bây giờ từng chỗ, từng chữ, từng cái câu mà thầy trả lời bắt đầu nó sống lại, nó không học mà nó thuộc lào những cái lời thầy trả lời. Đó là nó làm cho con thấm nhuần được cái pháp vô lậu. Con hiểu không? Vậy mà con đâu có việc nó đâu, đó là định vô lậu. Con ngừng ngang con sợ chứ. Đâu mà. Con ngừng ngang là tức là con ức chế nó, con làm cho cái tri kiến của con nó lụng bại, nó không, nó cùng nhục, nó không có sáng suốt nữa. Cho nên nó thông suốt. Nhiều khi cái từ mà thầy dùng để trả lời đó, con đọc con hiểu có một phần là còn 10 phần chưa hiểu. Mà khi mà nó sống dậy, nó tỉnh dậy á, con sẽ lần lượt con sẽ hiểu hết 10 phần. Nó nhờ cái đó mà thông suốt. Ôi trời, thầy nó hay quá, mà mình hồi đó hiểu một chút. Nó như vậy. Cho nên bây giờ thầy nói như thế là sách của thầy mấy con đọc một lần mấy con hiểu, mấy con cũng thấy hay đó. Nhưng mà cái hiểu mấy con chưa xong đó. Nhưng mà đọc lần thứ hai các con còn đọc kỹ, lần thứ hai các con nghiệm thấy nó còn hay hơn nữa. Nó cứ như vậy mà các con lần lượt cái triển khai được cái tri kiến của mình, càng lúc nó càng sáng suốt hơn. Trên con đường tu thật không thể nào mà thầy viết một cái danh từ đó mà thầy nói hết cái ý của thầy ra được. Nhưng mà ngầm ở trong cái danh từ đó nó có hàm chứa nhiều cái nghĩa của nó. Sau đó khi mà mấy con tu rồi mới lòi được cái nghĩa này, chứ không phải khi không mà nó hiện cái nghĩa. Cho nên thầy thấy Phật, ông Phật ổng hay là ổng dùng những cái từ nó bình dân, nó đơn giản, mà mình hiểu cái nghĩa đầu tiên, cái người mới hiểu thì nó cái nghĩa nó rất là đơn sơ, nhưng mà khi tu rồi mới thấy sâu sắc, tu nữa mới thấy nó sâu nữa, nó càng làm cho chúng ta thấy Phật tuyệt vời. Ông nói có một từ đó mà nói có nhiều cái điều mà làm cho chúng ta thấy nó cởi mở hết cái sự hiểu biết trong tâm hồn của mình, thấy đúng là cái chân lý. Con hiểu trên cái sự tu tập nó lúc nào mà chúng ta cần phải dùng cái tri kiến chúng ta để hiểu thì chúng ta phải tập trung về cái phần đó. Bởi vì Đức Phật nói các con nói giới định tuệ không, rồi tri kiến giải thoát. Tại sao tri kiến giải thoát sau cùng? Nghĩa là cái tri kiến giải thoát sau cùng là cái đời sống của một người đó như bình thường như mọi người, nhưng mà người đó luôn luôn có một cái tri kiến thấy biết điều là làm cho họ bình an, không có gì đau khổ. Còn là tri kiến. Con thấy khi mà niệm hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát hương, tri kiến hương, phải không? Con thấy Đức Phật dạy cho chúng ta năm cái hương, mà tại sao tri kiến giải thoát hương là sao cùng? Tu cuối cùng rồi chúng ta trở về đời sống bình thường mà không ai động đến chúng ta được hết, do cái tri kiến của chúng ta. Chứ đâu phải mà chúng ta định hương, giới hương đầu tiên, bây giờ chúng ta vô chúng ta tu thì cái giới trước, rồi định, rồi tuệ, phải không? Nhưng mà giải thoát, tri kiến, rồi tri kiến giải thoát, thì con thấy cái tri kiến giải thoát này rất quan trọng. Nó là cái hương thứ năm của Đạo Phật mà. Cho nên chúng ta trở về đời sống bình thường, hồi đầu thì chúng ta nhờ trong giới luật mà chúng ta ly dục lý ác pháp, kế đó chúng ta nhờ định mà chúng ta ly ác pháp, rồi chúng ta nhờ tuệ mà chúng ta ly ác pháp, bây giờ chúng ta nhờ tri kiến giải thoát, trở về với cái ý thức chúng ta bình thường chứ không phải tuệ nữa. Thế con thấy tại vì sao mà như thầy không sống trong tuệ? Nếu mà thầy sống ở trong tuệ, ai nói gì đó thầy cũng nghe cũng hết, người ta chửi thầy cũng nghe hết, chắc có lẽ thầy ngồi đấy thầy chịu không nổi rồi. Còn thầy sống ở trong tri kiến giải thoát, cái gì đụng thầy cũng giải thoát hết, thầy đâu có động. Chứ bây giờ ở xứ nào họ chửi thầy đây thầy cũng nghe làm sao? Thì như vậy thầy bị động hết làm sao? Cho nên vì vậy đâu có ở trong cái tuệ được. Đó là tuệ tâm minh, thầy muốn nói tuệ là phải tuệ tâm minh chứ làm sao mà nói tuệ được. Nhưng mà ở trong cái tri kiến giải thoát này bình an vô cùng. Người ta chửi không giận, bệnh đau thì cũng không lo gì nó hết, bởi vì tri kiến giải thoát mà nó thấy vô thường rồi, nó đâu có còn lo gì nữa. Cho nên cuối cùng chúng ta cũng trở về cái ý thức của chúng ta sống, chứ không phải là ở trong những cái giới định tuệ đâu. Có nhiều người hiểu lầm, không ngờ mục đích chúng ta ở chỗ bất động tâm này là cái chính của nó là cái chân lý thanh thản an lạc vô sự. Đó là cái chỗ mà tri kiến giải thoát. Mà có cái tri kiến hiện ra là diệt nó. Trời đất thôi. Các con thấy cái tri kiến giải thoát nó hiện ra mà bây giờ mình lo mình diệt nó là còn cái gì mà còn cái gì của nó nữa. Như là mình định á, là mình giờ mình đi kinh hành, cái con đang đi kinh hành
Tại vì lúc đó thì xung quanh nó có còn ai, nó có mình con, thì nó lại thở nghĩ thầy cứ nhắc mình hoài giữ độc cư, mà không biết giữ độc cư làm gì, cái bắt con phải ngồi lại quá mà sao giữ độc cư, mà chứ khi con nói là con đi kinh hành về này cứ không biết thở ngồi vậy. Rồi bác con phải ngồi lại xếp, rồi tại sao mà phải giữ độc cư, giữ độc cư là gì? Đó thì vậy nó mới thấm nhuần được, bây giờ mới quan sát là cái hành độc cư. Rồi lúc đó thì con, giờ con giữ, mặc dù con đi kinh hành hay là con phải trở lại định du đạo hả? Trời, thầy đã nói mình xét à, bây giờ đó là mình đang tu tứ chánh cần rồi. Bởi vì nó có những cái điều kiện đó là mình đang tu tứ chánh cần. Mà tứ chánh cần là những cái pháp câu hữu, vừa đi kinh hành nhưng mà có điều kiện xảy ra kết hợp lại cái pháp khác liền, dẹp qua liền. Tức là bây giờ, thí dụ như bây giờ nó có cái dòng tư tưởng vậy đó, dòng niệm vậy đó, thì con đưa cái đề tài đó ra thì con trở thành định vô lậu được, chứ không phải ở chỗ chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành nữa. Nó thay đổi pháp liền tức khắc, nó không có để mà ôm. Cũng như bây giờ con đang hít thở để mà ngăn các pháp ác ra nữa, không cho vô nè. Mà giờ có cái pháp nó sọt vô rồi, tôi đưa cái đề tài của cái pháp đó ra thành một cái pháp khác, chứ tôi không còn, còn ở đây tôi tu nó thở được. Bởi vì tứ chánh cần nó hay lắm, ngăn ác diệt ác sanh thiện, mà giờ ác pháp nó lọt vô dòng rồi thì hoàn toàn là phải đưa cái pháp khác để diệt, làm cho cái tâm, cái tri kiến giải thoát nó vô lậu, nó lớn lên để nó dẹp những cái lậu hoặc này, cho nên nó câu hữu. Còn bây giờ đưa ngồi hít thở thở mà nghe nó buồn ngủ, đứng dậy đi kinh hành liền, kết hợp liền, đánh liền, chứ nó không phải là còn ngồi đó được nữa. Nó hay là cái chỗ tứ chánh cần mới biết thiện xảo với áp dụng, còn tứ niệm xứ thì nó khác rồi, nó tới cái giai đoạn khác. Nó ngồi tại một chỗ mà nó bảo vệ không có cho cái gì mà đụng vô cái thanh thản là vô sự nó được. Mà hãy đụng vô được thì nó trở về ngay tứ chánh cần liền tức khắc, đem những cái pháp khác của tứ chánh cần vô quét, quét xong rồi cái trở về tứ niệm xứ nữa. Chứ không phải nó ở trên tứ niệm xứ mà quét đâu, nó trở về tứ chánh cần ngăn ác diệt ác nó quét, bởi vì tứ chánh cần nó mới có pháp ngăn ác diệt ác. Còn tứ niệm xứ nó không có, nó thanh thản là vô sự thôi. Nhưng mà vì chướng ngại pháp nó tác động, nó làm cho mất thanh tạng là vô sự, buộc rằng chúng ta phải trở về tứ chánh cần, sử dụng bốn pháp của tứ chánh cần quét ra. Các con hiểu không? Cái đó là cái chiến thuật chiến lược đánh rồi, chứ không có thể nào mà ở trên tứ niệm xứ. Nhưng mà khi mà làm vậy thì coi như là con đi kinh hành, con không còn biết là bước chân mình đi nữa, mình nó chỉ sống cho mọi trong suy nghĩ tư tưởng không mà thầy. À, lẽ đương nhiên thì điều đó điều tốt con chứ, thì đâu có cần thiết. Chính con đang tư duy từng niệm ở trong đầu là chánh niệm tỉnh giác, còn cái kia là chỉ con đi, con biết bước đi con là chỉ tập trung để tỉnh giác trên thân hành mà thôi, con hiểu không? Mà mục đích tỉnh giác trên thân hành để chánh niệm tỉnh giác trên những từng tâm niệm lậu hoặc của con. Thế cái mục đích đi đây để áp dụng vô đây, chứ đâu phải là đi đây để mà biết đi không, con hiểu lý gì? Cho nên vì vậy mà trên tứ chánh cần người ta đi vậy, chứ mà ta nhử giặt coi mày lọt vô là chết vậy. Chứ đâu phải mà đi mà vậy. Thí dụ như bây giờ đó, thấy nó bây giờ thí dụ như giặt nó đóng ở đây, nó đóng đây, thì muốn nó đóng ở trong cái đồn nó thì mình cũng khó thắng lắm. Nhưng mà mình làm bộ mình dụ dụ nó ra ngoài đang đánh nó chứ. Thì đi chánh niệm tỉnh giác là dụ cho nó ra, có phải không? Chứ đâu phải mà con đi này mà để con biết chánh niệm tỉnh giác mà duy nhất có bước đi đâu, nó không phải đâu. Nhưng mà khi mà tập luyện một cái pháp nào đó bây giờ đó thì mình nhiếp phục. Bởi vì con không thấy khi mà chúng ta đi, mà chúng ta đi mà quyết định mà nhiếp phục để mà ở trên bước thân hành của mình, nhiếp phục không có vọng tưởng ta đi. Thầy vừa nói tập từng hơi thở, tập từng bước đi thì làm sao có vọng tưởng nữa. Còn cái này đi thư giãn, đi coi như là đi thường thường thôi, không có tập trung nhiều, để dụ cho ba cái vọng tưởng này, ba cái niệm này nó chen vô đây, đang đem vô lậu mà quét để xả. Còn khi mà nhiếp thì con thấy thầy bảo nhiếp từng hơi thở, nhiếp từng bước đi, mỗi bước đi phải bước tập trung rất là kỹ lưỡng, cái đó là khác rồi mấy con, cái này là khác rồi. Nhưng mà muốn tập trung tu tập được mà nhiếp được như vậy đó, nó không phải là cái giai đoạn của tứ chánh cần, không phải là giai đoạn tứ chánh cần, mà cái giai đoạn để đi vào cái nhiếp tâm và an trú tâm cho được đó là cái giai đoạn sắp sửa chúng ta qua tứ niệm xứ rồi mới tập cái này. Còn đầu tiên là chúng ta tập xả thôi, tập xả trên tứ chánh cần thôi. Sau khi cuối những năm mà tu tập tứ chánh cần thì chúng ta mới tập chuyên. Bây giờ hơi thở tập năm hơi thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra biết tôi ra, hít vô rất kỹ mà thở ra rất kỹ. Sau đó người ta mới dạy con các cái đề mục vận dụng hơi thở đó, hơi thở dài hoặc hơi thở ngắn đó, để cho mình vận dụng, có sự vận dụng nó mới tập trung kỹ. Còn không có vận dụng thì không có tập trung kỹ. Cho nên vì vậy mà người ta khi mà dạy các con mà những năm mà những cái cuối cùng của pháp tứ
tứ chánh cần á, thì nghĩa là sau khi mà tốt nghiệp tứ chánh cần á xong rồi á, thì người ta dạy cho mình cẩn thận là như là thân hành á, thì khi đưa cánh tay ra thì mình tắt ý, đưa cánh tay ra thì mình sẽ đưa ra, mình đưa ra sao mà đưa ra tập trung rất kỹ. Nhiều khi người ta tu pháp thân hành niệm mà người ta tu không có kỹ, cho nên nó có niệm khởi vô. Còn này không, tu rất kỹ, người ta tu một hành động, hai hành động, năm mười hành động mà rất kỹ, không có một niệm nào vô được. Cho nên người ta bảo đưa tay ra thì người ta lần lượt người ta chú ý cánh tay, người ta đưa ra rất kỹ. Đưa tay vô thì người ta lần lượt người ta đưa rất kỹ, người ta làm công việc rất là kỹ lưỡng, cẩn thận, không có được một kẻ hở nào mà cho niệm gì xen vô. Thì như vậy là lúc bây giờ chúng ta chuẩn bị để qua tứ niệm xứ, để mà chúng ta có cái phương pháp, cũng như là chúng ta chuẩn bị có những cái đội. Cái phương pháp đó là tập có những cái đội, để khi mà chúng ta lăn cái cây đây thì cái đội đó chúng ta kê vô, rồi chịu cây lại, rồi chúng ta đẩy tới nữa thì chúng ta kê nó vô, cho nên cái cây nó không tuột. Do đó chúng ta biết chướng ngại pháp nó có cái lực rất lớn, mà chúng ta không có cái đội như vậy đó, thì nó sẽ đẩy chúng ta tuột mất cái pháp đi. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà sau những khi mà đầu tiên thì con tu, con để ba dục tưởng vô, rằng con tu định vô lậu, rằng con xả tâm. Còn sau này khi mà sắp sửa mà đi vào tứ niệm xứ thì người ta sử dụng cho các con để mà đẩy lui những chướng ngại pháp. Cho nên dù là bây giờ các cụ già lớn tuổi thì biết họ không thể tu tứ chánh cần được, rất là khó, bởi vì nó bốn cái pháp tứ chánh cần thôi mà. Do buộc lòng phải họ giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự ngay liền. Mà bây giờ muốn cho họ đẩy lui được những chướng ngại pháp, buộc lòng họ phải nhiếp tâm từng hơi thở, hoặc là từng bước đi rất kỹ, để khi thân họ bị đau đó, họ nương vào hơi thở, họ đẩy cái bệnh đi. Rồi họ tiếp tục họ tắt ý, họ nương vào hơi thở, họ đẩy đi, cứ như vậy mãi riết cái bệnh họ mới hết. Đó là như vậy, nó như vậy, chứ không cách nào khác hết. Bây giờ ví dụ như trong các con này, cái người nào mà có cái bệnh, bất kỳ bệnh gì gặp nghèo, thì ngay chỗ tâm thanh thản đó, thầy dạy tâm thanh thản như vậy, vậy rồi nhận ra được rồi, thì bắt đầu thầy dạy cho cách thức nương vào cánh tay hoặc là nương vào hơi thở. Đó là cái chỗ khi mà tắt ý đuổi nó thì phải trụ vào trong cái hơi thở, trụ vào cánh tay, thì cứ đẩy dần 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 thì cái bệnh đó nó sẽ đi ra khỏi thân. Đó là cách thức để đối trị những chướng ngại khó của người khác, của cái người già yếu bệnh tật, để cho họ còn được cái thanh thản mà thôi. Còn như con bây giờ là phải ngăn ác diệt ác, thì chờ cho có những cái niệm đến để mà quán xét tư duy, nó làm cho cái tri kiến mình càng ngày nó càng rộng lớn, nó càng sâu sắc, nó hiểu biết, và đồng thời nó trở về với cái trạng thái bất động tâm của nó, các pháp không tác động được mình hoàn toàn giải thoát, là nhờ cái tri kiến của mình như vậy. Cho nên tại sao thầy nhắc con thấy giới hương, định hương, giữ quỷ hương, giải thoát tri kiến hương. Tại sao thầy nhắc cái hương cuối cùng lại là tri kiến giải thoát hương? Đó là cái thức của đạo Phật, chúng ta trở về với cái sự sống mà không có cái sự tác động nào được với cái tri kiến của chúng ta, chứ không phải là cái tuệ, cái tri kiến giải thoát. Mà bây giờ triển khai cái tri kiến mà không chịu triển khai thì thầy làm sao? Tu mà cứ triển khai cái như cái cục gọc cây vậy, nó cứ đi biết đi, đứng biết đứng, làm như con cù lần thì thôi rồi. Bước lần vậy thôi rồi, đâu có giải thoát được, phải không? Đó thì hôm nay thầy nói mấy con thấy rõ chưa? Bởi vì tu phải nhắm triển khai được cái nào cho nó tốt chứ. Chứ không khéo mình cứ ức chế riết rồi, bắt đầu mình ngu si, không có còn sáng suốt gì hết. Tri kiến nó giải thoát không có. Hỏi giờ quán thân bất tịnh cũng không biết, quán thân vô thường, quán nhân quả, quán một chút hết không biết đâu nữa hết. Trời đất ơi, cả một trời vô thường, cả một trời nhân quả mà nói không ra hết. Không ai, bây giờ mấy con quán một chút hết trơn à, không biết đâu quán nữa. Thầy, con gửi thầy tin cái cuốn sách đó mà thầy. Mấy con gửi tấm hình với tên tuổi. Thầy, hôm nay, mấy ngày nay con tu thì tương đối là có tiến bộ đôi chút, là con nhìn thấy được cái tâm mình nó quán chiếu được cái bốn nơi thân thọ tâm pháp mà. Và nó có vẻ tâm nó bình tĩnh, sáng suốt, bớt cái vọng niệm, cho nên nhìn thấy tốt. Trong thời khóa mà khoảng 2 giờ sáng thì do cái sự mà nó không khởi niệm nhiều, cho nên ngồi vào buổi sáng mà nó bớt yên lặng, mà nó vẫn cứ phát triển tốt ha. Cho nên nó dậy thì con cứ đang nỗ lực tu, và hôm nay con đến thầy để con trình một đích dạy. Vậy tốt quá, con ráng tu con. Đó là nhận được bốn chỗ tâm là tâm pháp là tu tốt rồi. Quan sát được bốn chỗ, con có trình bày không?
con tập coi mấy bữa rồi con sao con. Bạch thầy, thì mấy hôm nay con vẫn tiếp tục tu thì có tiến bộ hơn. Và nói chung là trong 45 phút với 40 phút và 35 phút là ngồi bình thường. Cái sự hôn trầm thì không có, nhưng mà thỉnh thoảng có những cái vòng tưởng nó đến. Nhưng con có theo dõi cái vòng tưởng thì xem cái thứ cái lành hay cái ác, nhưng mà hoàn toàn là thấy điều lành, không có cái gì điều ác nó đến. Nhưng mà khi có những lúc, có những khi con không nhắm mắt mà từ nó bắt phải nhắm mắt lại, thì con nhắm mắt lại, nhưng mà con thấy những cái sự nó xuất hiện đến thì con cố giữ tâm và giữ hơi thở và giữ đôi cánh tay thật chặt để và đôi mắt để con nhìn theo cái sự nó đến xem như thế nào. Nhưng mà qua thì nó đến không thấy là cái điều lành, không thấy cái gì điều ác nó đến với mình, nhưng mà có đến một lúc là nó mất luôn. Thì trong một tí là nó mất, thì cái đó là coi như là thỉnh thoảng nó còn có đôi tí. Trong cái sự đó con ngồi trong cái hơi thở tỉnh niệm là con đôi lúc nó cũng bị như kiểu vô ký thầy, nó tự nhiên nó mất. Con đang còn cái hơi thở hít vào thở ra năm hơi bình thường thì không mất, nhưng mà cái năm hơi nhỏ sau ngắn thì thỉnh thoảng nó bị mất thì con lại phải sưu tầm trở lại, thì coi như thấy nó cũng lạ. Thế con lại phải quay trở lại coi như là đỉnh điểm hơi thở tiếp. Thì đó là coi như là con bạch thầy như vậy. Thì cái pháp đó là coi như là con tu tập thì đến hôm nay, nếu như ngồi một tiếng thì con vẫn ngồi được, nhưng mà vì sợ sai phạm với lời của thầy dạy cho nên con không dám ngồi, mà con chỉ ngồi vượt quá cái lời thầy dặn là coi 10 đến 15 phút trở lại, con không dám ngồi hơn. Thế còn cái sức của con thì vẫn ngồi được cái mức độ như vậy. Con bạch thầy có gì thầy dạy thì dạy thêm. Cái phần mà nhiếp tâm được vậy đó thì khi đó thì con sẽ dẫn cho nó an tịnh tâm lành, cho nó an tịnh cái ô an tịnh thân lành, để cho nó nhiếp được cái thân của con cho nó an trú. An trú tôi tiếp tục cái đề mục thứ tư, an tịnh thân lành, tôi nhiếp tôi mới vô an tịnh thân lành, con tiếp tục cái đề mục đó. Khi mà thấy nó nhiếp tâm được trong cái khoảng thời gian mà tuy rằng nó 5 phút hay là 10 phút, nhưng mà con thấy con nhiếp vô được rồi, thì lúc bây giờ con dẫn cho nó an vô trong 5-10 phút đó thôi. Khi mà nó ăn được đó, thì mình mới tăng dài lên mới được. Còn nó chưa ăn, con tăng dài nó bị dọc tử. Nhớ về tập ghi cái đề mục thứ tư. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Con cứ dắt cái tâm viết nó sẽ ăn. Nó mới thì nó không ăn, nhưng mà mình bền chí, mình tập thời gian sau. Bạch thầy, con cũng có duyên thì con mới được gặp thầy. Và con cũng không có cái gì để mà đền đáp cảm ơn của thầy. Thì qua một tháng, cũng gần vào một tháng, nhưng chưa được một tháng. Nhưng mà con đến với thầy không có cái gì để kính tặng thầy. Mà con chỉ lấy cái tâm của con. Và con cũng không phải là nhà thơ và cũng không phải chuyên làm thơ. Nhưng mà con thấy cái sự tình thương của thầy đối với con, cũng như thầy truyền giải pháp, thì con có làm một bài thơ theo cái tâm của con. Thì con làm bài thơ này để làm cái bài lưu niệm và kỷ niệm lại những ngày gặp gỡ đối với thầy trong bây giờ phút học tập, và cũng như phút là thật con đã trả thầy. Thì con để lại cái bức thư này ở bức bài thơ này, xin thầy là con từ bi và nhận để làm cái ngày kỷ niệm ngày gặp gỡ. Thì con xin đọc cái bài thơ. Con đến với thầy, bài thơ mang tựa đề là con đã nói như vậy. Con đến với thầy giữa chiều nay, bầu trời lồng nhỏ áng mây bay, trời không có nắng vì mưa gió, khí hậu miền Tây khác biệt hay. Con đến với thầy một tháng nay, thấy thầy vất vả suốt ngày đêm ngày, sáng lên giảng đạo đồng tiếp khách, chiều lại vào ám thuyết sách dạy. Ngàn vạn tu sinh khắp nước này, đến đi hay ngủ lại nơi đây,
thầy cùng cô Út lo chu tất, phòng ngủ cơm ăn đủ tháng ngày. Thầy là viên ngọc đất Việt đây, có 102 thế giới này. Tu sinh vẫn hỏi chân lý đạo, thầy thuyết thầy giảng quá mê say. Tiếng đạo âm vang của Đức Thầy trong Nam ngoài Bắc tụ về đây, xin thầy học đạo chân nguyên thủy, giải thoát cuộc đời nỗi đắng cay. Có đến với thầy mới thấy hay, trăm ngàn vạn pháp nằm trong tay. Hỏi đâu thầy chỉ chân đành rọi, luyện tập đêm ngày giải thoát ngay. Thương thầy, con biết nói gì đây? Chồng lệ ứa chan nước mắt đầy, nghẹn ngào không nói trong giây phút. Con lạy thầy ơi mấy lạy này. Con lạy cầu xin Đức Thích Ca đổ cho thầy khỏe trẻ mãi trẻ thêm ra, cứu sinh ra khỏi màn u ám bởi vì đại thừa đệ pháp ra. Thầy còn ngự tù cõi Ta Bà, hoàng dương chánh pháp đạo Thích Ca. Chúng con xin nguyện chéo thêm phước ôm pháp của thầy khắp nẻo xa. Con làm bài thơ kính tặng thầy ba. Thầy cảm ơn mấy con, ráng mà tu tập mấy con để cứu mình thoát ra khỏi sự đau khổ của cuộc đời. Thầy biết cao pháp cho mấy con, mà mấy con phải nỗ lực tu tập. Cái thầy không có tu dùng mấy con, mấy con phải ráng cố gắng mà đi trong con đường. Đời khổ lắm, không có gì mà vui, tất cả đều vô thường. Sự vô thường làm cho chúng ta khổ lắm, cho nên phải ráng tu mấy con. Nay thì nó mạnh chứ mai đau, nay thì thấy nó sống mai nó chết, nó tin tình mình lắm mà ráng cố. Nay vui lát nữa khổ, đời không có gì mà làm cho chúng ta đắm đuối nữa, buông xuống hơn. Cố gắng, bây giờ mấy con tu được thì mừng, mà tu không được thì lo lắm, thì sợ mấy con tu không được rồi mấy con thối chuyện, mấy con bỏ, thì rất tiếc cho đời mấy con. Bởi vì thì biết trên hành tinh này chỉ duy nhất có đạo Phật mới dẫn dắt chúng ta đi vào con đường giải thoát, không có một tôn giáo nào mà dẫn và pháp bát chánh đạo đó là con đường duy nhất để chúng ta đi vào sự giải thoát đó mà thôi, không còn có pháp nào đâu. Toàn là sống mơ tưởng không thực tế, nhưng chúng ta không đủ trí tuệ, chúng ta bị rơi vào sự lạc. Chính vì thầy dạy chúng ta họ cũng chẳng biết được, họ cũng đang làm lạc như mọi người khác, cho nên chúng ta đâu có trách họ. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật quá thật chân lý, làm sao mà không sai, làm sao sai cho được mấy con. Vì chân lý khi đọc cuốn 4 rồi thì mấy con mới thấy thật sự là chân lý, không còn cái hai chân lý, chỉ có duy nhất mà thôi. Cho nên mấy con phải ráng cố gắng. Đức Phật đến với con người, giờ hôm nay giáo pháp của Đức Phật sống lại, làm cho mấy con biết đường đi. Mà mấy con không đi, tức là phước mấy con nhỏ quá, phải ráng cố gắng. Đừng vì một lý do gì mà mấy con bỏ Phật vào quá, uổng cho đời của mấy con. Sanh làm người, mấy con biết đó là nhân quả nghiệp báo. Nếu chúng ta không nhờ pháp Phật, làm sao chuyển đổi nghiệp báo này? Muôn đời dẫn trôi lăn trong lục đạo. Vậy mấy con phải ráng. Bây giờ tới phần con. Con trình cho thầy nghe coi. Con biết trong này phải không con? Con bài thơ tình hình của con trong tu tập của con trong tuần thì con thấy nó thăng lên đường chủ, cho nên bệnh tình nó không xuôi chiều. Cho nên đại bộ phần đa số rồi, sau khi trong giờ tỉnh khóa thì tăng lên, sau buổi bây giờ nghỉ thì nó còn giảm xuống, thế còn cái điểm mà giảm được tôi có theo một chiều giảm mà thế thì chưa không, mà đa số thì không bị giờ đến vô giờ tỉnh khóa được còn 10-15 phút để vào trung tập thì nó xuất hiện cao. Trong bây giờ chính khóa của 3 tiếng của trung tâm có thể nó tăng về tháo lỗ thì nhiều người thì nó có được hạ xuống. Tình hình chung là như vậy, chứ còn thì giảm được xuống nhiều mà hết thì có thể nó chưa có mấy
Thì con cũng nghĩ rằng ngoài cái việc nghiệp được họ nặng đây cho nên thành chưa nghiệp thành chưa chịu tha cái thân xác cho nên tính mình thì có niềm phải chưa yêu hỏi là cả con vạch thầy con thì có mà gõ việc không dạy là đến thế. Con tu thật sợ khi mà tuổi lớn bệnh đau mà con ôm chặt pháp thì trong khi đó con chưa có cái nội lực ôm chặt pháp thì cái cơ thể con nó bị hao cái năng lượng nhiều, do đó cái bệnh nó gia tăng mà nó không giảm, tức là hơi sai pháp của tuổi già, không đúng. Bây giờ tu như thế này, khi con thấy con nghĩ là nó giảm phải không, con xả nghĩ ra, cuối giờ con xả nghĩ ra, con thấy cái bệnh con nó giảm xuống, mà con tu ôm pháp vô tu thì nó tăng phải không. Như vậy rõ ràng là trên cái phương pháp mà tu để đối trị bệnh á, thì nó không phải ôm pháp, mà nó giữ cái tâm bất động của nó, thanh thản an lạc vô sự, tức là định thư giãn đó. Con nghe cái định sáng suốt, mình thư giãn ra đó, thì ôm cái pháp đó mà tu. Mình chỉ còn dùng cái pháp như lý tác ý mà thôi. Ví dụ như con bệnh gì đó, con sẽ tác ý thôi, rồi con cũng như là mình, cái người vô sự không có cái nghĩ ngợi gì, không lo gì hết. Không lo gì, sống tự nhiên bất động tâm thôi, thanh thản an lạc vô sự, coi như là con bình thường, con không có tu cái gì hết, nhưng mà có cái tác ý thôi, tác ý cái bệnh biểu lui thôi. Con hiểu chỗ thầy muốn nói mà nó có cái gì, ví dụ như bây giờ nó tăng lên thì con bình thường thôi, con chỉ nghỉ ngơi bình thường.